Sáng ngày 20 tháng 3, đồng chí Vũ Duy Nghĩa, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Sông Công chủ trì phiên họp thứ 30 Ủy ban nhân dân thành phố Sông Công khóa 8, nhiệm kỳ 2021-2026 với nhiều nội dung quan trọng. Hội nghị nghe và cho ý kiến vào báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội quý 1 và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Theo đó, trong những tháng đầu năm, tổng giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn thành phố tiếp tục có sự tăng trưởng, ước đạt trên 3.200 tỷ đồng, bằng 22,13% so với kế hoạch, tăng 5,9% so với cùng kỳ. Hoạt động thương mại dịch vụ trong quý 1 diễn ra sôi động, tăng trưởng khá hơn so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa trên địa bàn ước đạt 825 tỷ đồng, bằng 23,81% kế hoạch giao, tăng 14,58% so với cùng kỳ năm 2023. Giá trị xuất khẩu ước đạt 52 triệu USD, đạt 26,13% kế hoạch, tăng 2% so với cùng kỳ. Bước vào sản xuất vụ xuân năm 2024, diện tích lúa đạt gần 1.200 hectare, bằng 100% so với kế hoạch vụ xuân, bằng 97,8% so với cùng kỳ. Cây ngô thực hiện 301 hectare, bằng 100% so với kế hoạch vụ xuân. Cây rau các loại ước đạt 355 hectare, bằng 100% so với kế hoạch. Ngoài ra, hội nghị bàn phương án giải quyết việc thu hồi quyết định thu hồi đất của nhà ông Dương Minh Ngọc, tổ dân phố Làng Mới, để giao cho cộng đồng dân cư tổ dân phố Làng Mới. Phòng Tài nguyên và Môi trường xin ý kiến về đề nghị của công ty trách nhiệm hữu hạn Môi trường Sông Công xin thuê đất để thực hiện dự án khu liên hiệp xử lý chất thải, giao đất cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất thực hiện dự án khu tái định cư cụm công nghiệp Bá Xuyên. Phòng Quản lý đô thị xin ý kiến về chủ trương lập điều chỉnh quy hoạch phân khu phường Mò Chè và phường Thắng Lợi, chủ trương lập dự toán mương thoát nước cầu Lu phường Cải Đan, cống thoát nước tổ dân phố 2 phường Thắng Lợi. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố xin ý kiến về phương án quy hoạch sử dụng chi tiết tỷ lệ 1/500 mở rộng khu tái định cư khu công nghiệp Sông Công 2 và một số nội dung vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội xin ý kiến về kế hoạch phân công các cơ quan đơn vị địa phương giúp đỡ hỗ trợ hộ nghèo, phấn đấu thoát nghèo năm 2024. Sau khi trao đổi thảo luận, lắng nghe ý kiến đề xuất tham mưu của các cơ quan chuyên môn và các xã phường liên quan, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố kết luận một số nội dung ngay tại hội nghị, còn lại sẽ có văn bản cụ thể yêu cầu các đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao.